Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hà My sẽ làm mứt cà. Bây giờ Hà My mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm mứt cà nhé. Để làm mứt cà thì Hà My đã chuẩn bị sẵn 1,5 kg cà chua. Đây là nước vôi trong, 400g đường cát, 1 quả chanh. Trước tiên mình sẽ lấy thau nước và bỏ 1 muỗng vôi á. Này vôi là vôi ăn chậu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nước, để khi phần nước vôi lắng xuống á, mình chỉ lấy phần nước trong thôi nha các bạn. Mình sẽ quậy cho tan ra như vậy. Tiếp theo mình sẽ lấy cà, mình sẽ dùng cây xiên que, mình sẽ đâm cho cà lũng thành từng lỗ như vậy á, để chúng ta xên mứt á thì cà sẽ thấm đường nha. Như vậy ra được rồi đó các bạn. Tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần cà chua luôn nha. Phần cà mình đã đâm xong rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vôi trong vào ngâm 3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Mình sẽ ngâm đến khi nào trái cà cứng và có độ giòn là được đó các bạn. Và mình đã ngâm được 3 tiếng rồi nè các bạn, cà đã cứng rồi, bây giờ mình sẽ đem đi rửa. Sau khi rửa xong thì mình sẽ dùng dao cắt. Mình cắt đường nhỏ như vậy nha, để mình vũ cho phần hạt cà ra hết nha. Như vậy là được rồi đó. Tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần cà luôn nha. Cà mình đã lấy hạt xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi rửa cho thật sạch. Sau khi rửa thật sạch rồi thì chúng ta sẽ đem đi ướp đường nha. Mình sẽ bỏ vào thau và bỏ 400g đường vào hết luôn. Tiếp theo mình sẽ xóc cho đường thấm vào cà. Và mình sẽ để ở đây đến khi nào phần đường tan hết thì chúng ta bắt đầu xên cà nha. Đường đã tan hết rồi nè các bạn. Như vậy là chúng ta đi xên được rồi. Bây giờ mình sẽ đi bắt chảo lên và cho phần nước đường vào chảo trước. Khi nào phần nước đường sôi thì chúng ta mới cho cà vào xên nha. Nước đường bắt đầu sôi rồi nè các bạn. Mình sẽ để cho sôi thêm một chút nữa mình mới bỏ cà vào xên nha. Nước đường sôi như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cà vào xên. Khi xên mứt thì các bạn để lửa vừa thôi, không cần để lửa to quá nha. Nếu chúng ta để lửa to, mứt sẽ không ngon mà dễ bị cháy khét lắm đó các bạn. Khi làm mứt thì chúng ta sẽ đảo cho cà thấm vào đường nha các bạn. Cách làm mứt cà này rất là dễ. Các bạn có thể làm để Tết đãi khách nè, rất là ngon luôn đó các bạn. Mùi rất là thơm luôn. Chúng ta sẽ xên đến khi nào nước đường kẹo lại thì chúng ta sẽ chở cà thường xuyên nha. Để cho cà thấm đường á các bạn, thì cà sẽ dẻo và ngon hơn đó. Bây giờ mình sẽ chở cà thường xuyên nè. Nước đường cũng đã kẹo lại rồi đó các bạn. Nếu chúng ta không chở qua trở lại thường xuyên thì cà sẽ bị khét đó các bạn.
phần nước đường trong cá bắt đầu kẹo lại rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng nước cốt chanh vào nhé, để cho phần đường không bị cứng lại á, và phần cà có độ chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn đó các bạn. Mình bỏ vào và cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chở cà qua lại thường xuyên nha, để cho cà không bị khét á. Mứt cà chúng ta sên đến như vậy là được rồi đó các bạn, không cần để nước đường khô luôn nha. Bây giờ mình sẽ gấp ra để phơi nhé. Cà mình đã gấp ra xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi phơi. Mình sẽ đem ra ngoài nắng phơi, mình sẽ để ở đây phơi nha. Và cà mình đã phơi được một ngày nè các bạn, cà rất là dẻo và ngon luôn. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn phơi 2 hoặc 3 ngày nha. Còn đây là mình đã phơi được một ngày đó các bạn, cà cũng rất là dẻo và rất là ngon đó các bạn. Không cần phơi lâu quá cũng được nha. Bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa nha. Wow, nhìn rất là ngon luôn nè các bạn, rất là đẹp đó, màu sắc rất là bắt mắt luôn. Như vậy là mứt cà chua mình đã thực hiện xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye.